Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh YouTube của tất cả các anh em đang quay trước nhạc không lon. Một lời chào thân thương nhất. Thì buổi sáng hôm nay là ngày 20 tháng 3 thì anh em quay trước nhạc không lon cũng muốn cập nhật và chia sẻ một số thông tin liên quan đến câu chuyện thẩm định hay không, rồi những câu chuyện liên quan đến chuyện là dọn đồ hay không. Và hôm nay thì sao mà shop Hồng Loan lại đóng cửa, không có buôn bán? Thì đó là những vấn đề mà anh em muốn chia sẻ. Thì để đầu tiên đi vào câu chuyện thứ nhất á, là tin nóng nhất là shop Hồng Loan không mở cửa. Thì lý giải cho cả nhà một điều luôn là hôm nay Hồng Loan cho nhân viên nghỉ một ngày. Thì có thể là sau những ngày buôn bán mệt mỏi hoặc là hôm nay có một tin ngày đặc biệt cả nhà, nên hôm nay Hồng Loan cho nghỉ một ngày. Đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà do cái việc nghỉ của ngày hôm nay nó trùng với cái ngày mà lan truyền trên mạng về những câu chuyện như là thẩm định hay là những câu chuyện liên quan đến chuyện ký hợp đồng với luật sư gì đó, thì cái đó là anh em muốn chia sẻ thêm thôi. Ở đây thì mình không có đề cập đến luật sư nhiều, nhưng mà chỉ muốn đó là một sự trùng hợp của cái ngày 20 tháng 3 trên cái kênh mình. Và một số anh em khi mà chia sẻ nói là trùng hợp như vậy thì mẹ con của cô Sáu dọn nhà rồi ngăn bên tòa án xuống các kiểu. Nhưng mà hôm nay thì tới bây giờ là hơn 10 giờ đúng không anh? Hơn 10 giờ rồi nhưng mà mới thì xem như là không có cả nhà. Và bùm bùm cũng đã xác nhận với anh em rằng là không có chuyện thẩm định trong ngày hôm nay, nên mọi người cũng yên tâm. Và sẽ có dọn nhà hay không thì sẽ chờ bên phía cơ quan chức năng, đặc biệt là bên tòa án, họ sẽ đưa ra một phán quyết cuối cùng, rồi chúng ta sẽ tính tiếp như là sao nữa anh. Đó, thì nói chung là hôm nay là ngày 20 thì cũng có một cái tin vui á, là vừa rồi là chị Lý anh cũng có chia sẻ một cái bài viết lên cái trang cá nhân của mình á, là sẽ nói là tặng chị Loan một cái lặt luôn anh. Nhưng mà trong cái bài viết đó chị Loan cũng có là khuya luôn ở bên nhóm mẹ con que á. Đó thì như anh cũng được biết á, hiện tại bây giờ là cái tủ lạnh thì nó cũng đỡ rất là lâu rồi, chướng ở trong nhà luôn. Đó thì buổi trưa ngày hôm nay là hai anh em của tụi em thì dần sự kiện và Win Vlog đó thì cũng cập nhật những cái thông tin trước nhà chị Loan được đưa đến cho cô chú anh chị được xem. Thì nói chung á là một năm vừa qua anh anh cũng có tham gia vào cái drama của chị Loan, thì anh cảm giác như thế nào, anh có thể chia sẻ một xíu được không ạ? Nói về cái cảm giác cả nhà và cảm nhận ấy, nói chung là rất là nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, và những kỷ niệm bị hiểu lầm cũng có. Nói chung là khi mà anh em đã quyết định quay trước nhà Hồng Loan rồi thì cũng có bàn bạc và cũng có nói chuyện với nhau trong nhóm, chúng ta sẽ cần chia sẻ những gì, rồi chúng ta sẽ quay những gì trước nhà Hồng Loan để cho cả nhà cùng xem và cùng thấy được cái câu chuyện của Hồng Loan. Thứ nhất là chúng ta quay những đề buôn bán, và chúng ta sẽ đọc những cái bài báo liên quan đến Hồng Loan. Hay là mới đây hay là những chương trình Hồng Loan đi hát thì anh em cũng hát tùng đi đến sân khấu chống đồng để quay và đưa tin trực tiếp. Mặc dù có thể là bị bản quyền về âm nhạc nhưng mà anh em đã quyết tâm đưa tin rồi thì chúng ta cắt kiếm tiền để đưa tin thôi. Cái nhà nó là bình thường, đó là những cái cảm xúc khi mà quay lại tại nhà Hồng Loan. Nhưng mà một điều ở đây mình nói là tại sao chúng tôi chọn Hồng Loan mà chúng tôi không chọn con ve, thì cái nhà đã đủ hiểu rồi. Không phải là Hồng Loan có nhiều người ủng hộ hay là Hồng Loan cho tiền chúng tôi. Ở đây chắc là tôi không nhận một đồng tiền nào từ Hồng Loan cả nhà. Tôi làm đây là tôi làm từ một cái lượng tin nhắn, một cái lượng gọi là lượng view, tương tác khán giả yêu thương gửi đến cho anh em. Đó là những cái gì mà anh em muốn làm đây. Và một điều là nhắc đến là Hồng Loan rất là cô đơn vấn đề mà bị chèn ép trong thời gian vừa qua, nên anh em là phải giúp đỡ Hồng Loan trong vấn đề này cho khi nào mà cái drama là kết thúc. Kết thúc là chỗ nào cả nhà? Kết thúc là khi nào mà ra tò rồi, mẹ con muốn bò dọn đồ hết rồi và trả lại một căn nhà sạch sẽ cho Hồng Loan, thì tới đó anh em sẽ tìm một drama khác để làm và sẽ trả lại cuộc sống bình yên cho Hồng Loan, để Hồng Loan buôn bán những cái shop thế này. Đó anh, thì hiện tại bây giờ là cái hồi trước là anh cũng tham qua gia vào cái drama này á, là hồi lúc đó là chị Loan rất là khổ cực đó, thì ăn mì gói đâu không anh. Đến hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đã đạt những cái thành công trên cái trên con đường mà buôn bán hàng này, rồi bước vào đi hát nữa anh. Thì hiện tại bây giờ là cảm xúc của anh thấy như vậy là như thế nào anh? Thì mình nghĩ đó là một điều quá tuyệt vời cả nhà, một điều tuyệt vời và một điều mà hạnh phúc. Và hơn hết nữa là thằng Hồng Loan đã có được cái tài chính ổn định để lo cho các con
Hồng Loan có 5 người con thì sẽ có 2 người, khoảng có 1 người không còn phụ thuộc và 4 người phụ thuộc ở đây là về đi học, giống như là bé Su hay là bé Stin hay là bé Ken, bé Bun thì là Lan tuổi ăn tuổi học. Mà cả nhà đã biết á, chi phí để cho một cái đứa bé đi học một tháng ở nhà rất là cao nha. Mình cũng có hai con nhỏ ở đây, mình biết là một tháng mình chi tiêu ra một hai đứa không là trên mười mấy triệu rồi, rất là nhiều. Nó mà Hồng Loan như vậy thì hiển nhiên là Hồng Loan phải làm gấp mấy lần, gấp nhiều lần so với những cái người mà bên kia. Chẳng hạn như cô cháu gái có một đứa con gái thì dễ rồi, ví dụ như học phí một tháng cho 3 triệu bên kia đi thì hiển nhiên là hàng tháng nó tốn khoảng 7-8 triệu thôi. Nhưng mà bên Hồng Loan á, thì Hồng Loan phải làm gấp 4 lần như vậy á, nên Hồng Loan cái việc mà mở thêm shop hay là có thêm một cái cửa hàng buôn bán anh, hoặc là thêm một quảng cáo hoặc là làm thêm cái âm nhạc gì đó, đó là một cái điều rất là tốt để cho Hồng Loan có thêm thu nhập. Và cũng rất là mừng cho Hồng Loan là Hồng Loan đã vượt qua được những khó khăn về tâm lý lẫn những khó khăn về tài chính, bây giờ trở thành một hiện tượng nổi trên mạng xã hội. Đó là một điều tuyệt vời và một điều mình xin chúc mừng Hồng Loan, chúc mừng những gì mà Hồng Loan đã được khán giả yêu thương cho đến thời điểm hiện tại. Hiện tại dạ, thì nói chung á là cái hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đã là ổn định cuộc sống, rồi cũng đi hát, cũng được các cô chú chị yêu thương rất là nhiều. Nhưng mà phải nói rằng là một năm vừa rồi thì hiện tại bây giờ là cái số đồ của cái bên phía cháu gái cát thọ bỏ tại sàn chị Loan này, thì chứng lễ bỏ năm này, này cho đến năm khác nữa hay sao anh, thì hiện tại bây giờ có cái muốn chia sẻ cái gì thêm về cái số đồ của mẹ con quê em anh? Thì cái câu chuyện mà về dọn đồ hay là đóng đồ của mẹ con của cô Sáu để trong nhà của Hồng Loan á, mình đây mình gọi nhà Hồng Loan nha cả nhà. Vì sao? Vì hiện tại là Hồng Loan có đủ giấy tờ về căn nhà này rồi, mình gọi là nhà Hồng Loan. Để là nhà Hồng Loan mà một năm qua rồi không dọn đi thì tất nhiên á, là nó sẽ chứa đựng nhiều cái sự dơ bẩn ở trong đống đồ đó. Tại như cái nhà đó biết á, nhà mình hàng ngày mình phải dọn dẹp, hàng ngày mình phải lau chùi nó mới sạch sẽ. Chứ cái đống đồ kia là dạng như là đồ có đâu biết di chuyển đâu anh, nó đâu biết nói chuyện được, dơ nó không biết thế nào nhưng mà để rất là dơ. Thì mong muốn á, vấn đề ở đây á, là cơ quan chức năng bên tòa họ có một cái quyết định cuối cùng để cho Hồng Loan kêu mẹ con bò phải dọn nhà. Có nghĩa là không phải kêu nữa mà là phải bắt buộc phải dọn đồ, những cái món đồ mà trong nhà đó ra khỏi cái nơi nhà của Hồng Loan. Đơn giản là như vậy, những cái vấn đề mà anh em muốn chia sẻ. Nói chung á, clip làm rất là nhiều rồi, video làm rất nhiều rồi nhưng mà bên kia nó không có gọi là nó không thông não được. Nó cứ muốn á, nó để đồ đó và nó sẽ quay trở lại nhà của Hồng Loan để ở. Vì trước kia nó nói là chỉ để đỡ thôi, để đỡ thôi, để đó và sau này quay trở lại. Nếu như trường hợp để đỡ như vậy á, theo mình nghĩ á, một cái đất địa Sài Gòn này á, mà để đỡ phải thuê. Thì cái thời điểm mà Hồng con ve kia để đồ đây tới bây giờ là nhiêu tháng rồi, tính tiền thuê với mặt bằng ở đây á, cả nhà đi, trong hẻm thôi ha, một căn sơ sơ khoảng 15 triệu một căn rồi. Bây giờ nếu mà nó thuê vậy, hai căn phòng như vậy á, thì bắt buộc nó phải trả tiền cho Hồng Loan nếu muốn thuê. Đúng rồi anh, đó. Thì nói chung á là đồ thì còn phải dọn thôi, chứ không phải là năm nay rồi đó. Hiện tại bây giờ là sắp xếp để cho nó ổn thỏa rồi, bắt đầu trên con đường làm ăn đó, nuôi con rồi này kia, chứ đâu phải là đồ đạc đâu phải hoài được. Dạ. Yeah. Thì cũng mong qua một cái sự kiện hôm nay là ngày 20 tháng 3 thì những vấn đề liên quan thẩm định hay dọn nhà gì đó anh em cũng nhắc lại để cho bên phía mẹ con bún bò có nghe được clip này, có thấy được anh em nói chuyện như thế này thì có thể là nhìn rõ vấn đề là mình đang tồn động vấn đề gì và tại sao hiện tại mình đang bán bún bò mà mình không có đi diễn được, và tại sao Hồng Loan từ một người không biết gì về nghệ thuật mà Hồng Loan đi diễn được, Hồng Loan ca nhạc được. Thì chúng ta phải đặt vấn đề ở chỗ đó. Đó là cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ cho cả nhà xung quanh vấn đề là ngày 20 tháng 3. Hôm nay báo cáo nhà một điều là hôm nay không có dọn đồ, cũng không thẩm định, và hôm nay chỉ là một ngày bình thường như tất cả mọi ngày. Đặc biệt một hơn là Hồng Loan hôm nay là đi công việc vắng và shop nghỉ một ngày thôi. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tốt đẹp. Xin chào cả nhà.